Hôm nay tự nhiên nhớ mẹ. Chắc phải về ăn bánh tráng của mẹ quá. Bánh này làm bột gạo nè, với mè nè, 5.000 một cái. Xuống nhà của chú Tánh đó, hiểu không? Là đối diện có cái nhà mà người ta xây cái nhà gạch không á, đấy nhớ không? Cuối cái rẫy của bà Năm Sòn á, ngoài mà tức làm số buôn á. Lúc đó mẹ tuổi xanh phơi phới. Địa chỉ của em, cái bàn nhạc đó là địa chỉ của em chứ không phải là của bố. Địa chỉ của em. Bàn nhạc đó là tên là địa chỉ của em. Anh có khi nào đi ngang quốc lộ 14 vượt khỏi Bù Na thẳng ra ngã ba đường 10. Đường 10 là ngã ba Minh Hưng á. Ngã ba Minh Hưng mình nè, ngay chỗ đường vô Sóc Bông Bò. Nhà em bên suối Lưng Đòi, hiểu không? Nhà mình bên suối Lưng Đòi đúng không? Đúng. Hỏi thăm cô Nhung tổ 4 năm trường Minh Hưng B. Nếu em không có nhà thì anh ra đầu lô sẽ thấy. Hàng cao su thẳng tắp, em đang đi bên đường cày. Cây cao su còn bé nên em vui đợi chờ. Đợi chờ em khi sữa trắng tung dòng. Minh Hưng B nắng đẹp thơm môi hồng của công nhân. Biết anh sẽ tìm nên em trồng qua đầu ngõ. Và tích ngoài xa cao su xanh tươi mượt mà. Điểm trang cho mái tóc thề. Cô Nhung tổ 4 nông trường Minh Hưng B. Có vậy thôi chứ có gì đâu. Lions roaring in the morning sun. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, you'll never be in love. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Savannah.